Xin chào mừng quý vị và các bạn cùng quay lại với Leon Yu cùng với Thủy Tiên. Và bây giờ sẽ là một đoạn video clip chúng ta cùng quay lại với VJ Lê Huy. Xin mời các bạn. Khi mà nhắc đến Thủy Tiên thì các bạn sẽ nghĩ đến điều gì? Mình thì mình nghĩ tới cái chuyện tình cảm của Công Vinh với Thủy Tiên. Hiện nay thì mình xem trên mạng thì mình thấy là vấn đề về chuyện tình cảm của anh Công Vinh và chị Thủy Tiên thì đang rất có vấn đề. Nhưng mà mình thì rất là mong là hai người đó sẽ thành đôi nên mình rất là quan tâm. Mình thắc mắc không biết sau cái MV muộn màng thì Thủy Tiên sẽ ra tiếp một cái MV khác nào có gây được cái sự gọi là cứu hết như là muộn màng hay không. Điều em quan tâm là chị Thủy Tiên vừa trải qua bức nhảy hoàn vũ và em thấy là chị Tiên rất là nỗ lực trong bức nhảy hoàn vũ. Thủy Tiên trong bức nhảy hoàn vũ sẽ như thế nào? Thủy Tiên thân mến, cùng với một đoạn video clip của chương trình thì bạn cũng thấy là khán giả rất là quan tâm đến bạn. Và khán giả quan tâm nhiều nhất đến vấn đề gì thì bạn cũng đã biết rồi phải không ạ? Trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi không có khách mời đặc biệt nhưng mà chúng tôi vẫn sẽ cùng trò chuyện với Thủy Tiên về nhân vật này. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng nhìn lên màn hình để cùng chờ đón nhân vật cùng đến với chúng ta thông qua màn hình của Leon Yu. Công Vinh. Có lẽ nhắc tới Công Vinh và Thủy Tiên thì chúng ta cũng biết đây là một cặp đôi rất là đẹp và cũng có nhiều sóng gió về mặt truyền thông. Bạn có thể nói cho mọi người nghe là khi mà bạn cùng đến với Công Vinh á, bạn có lường trước được rằng là tự nhiên nó lại có nhiều sóng gió về mặt truyền thông đến thế không? Thực ra thì cả Tiên và Vinh đều nghĩ là hai đứa yêu nhau thì nó cũng như bao cặp đôi bình thường khác thôi. Mình không có nghĩ nhiều lắm về cái chuyện là nó sẽ xảy ra nhiều rắc rối đến như vậy sau này. Và khi mà có những cái rắc rối đó thì bạn có nuối tiếc không? Bạn có nghĩ là thôi thà đừng có yêu cầu thủ giỏi làm cái gì hết? Dạ không có nuối tiếc. Không có nuối tiếc, vẫn muốn tiếp tục. Và thường thì người ta nói rằng là những cái chàng trai, đặc biệt là những chàng trai thể thao, lại có vẻ ngoài đẹp trai nè, rồi lại có tài năng mà đặc biệt là tài năng xuất chúng nữa, thì những anh chàng như thế là rất là đào hoa. Mà hễ mà một chàng trai đào hoa luôn luôn là mối lo của người yêu của mình. Tiên có lo anh chàng này không? Tiên thì Tiên không có lo. Tại vì Tiên nghĩ là có thể là người đó có rất là nhiều người theo đuổi, nhưng mà quan trọng là người đó yêu ai. Và Tiên có bí quyết gì để giữ anh chàng này ở bên cạnh mình không? Bí quyết của Tiên là không có bí quyết gì cả. Không có bí quyết gì cả. Và chúng tôi cũng có lâu lâu thấy trên báo, thật ra giờ báo chí nó cũng rất là nhiều thông tin khác nhau. Và thậm chí là có những thông tin mình không biết là thiệt hay là không thiệt nữa. Cho nên sẵn đây ở trong Leo Hình Dương thì chúng ta hỏi Thủy Tiên luôn. Đó là một trong những cái thông tin mà Leo đọc ở trên báo là có thấy là mọi người có nhắc đến một cái đám cưới nào đó xa xa gần gần. Không biết là điều đó có trở thành sự thật hay không? Thật ra thì Tiên cũng chưa bao giờ trả lời đám cưới của mình trên báo là như thế nào. Tiên chỉ có trả lời là một nhà báo có hỏi Tiên là khi nào thì nghĩ đến chuyện kết hôn. Thì Tiên chỉ bảo là chắc khoảng 2 năm nữa thì Tiên mới bắt đầu nghĩ đến chuyện đó. Còn bây giờ thì đây là khoảng thời gian cho sự nghiệp. Với một cái đoạn ngắn của chương trình vào đoạn cuối này, chúng tôi nhắc tới Công Vinh chẳng qua là để khán giả là chia sẻ với Thủy Tiên thêm một niềm hạnh phúc. Bên cạnh niềm hạnh phúc của thành công trong sự nghiệp thì Thủy Tiên có thêm một niềm hạnh phúc nữa, đó là lứa đôi cũng được nhiều người chú ý và cũng là một lứa đôi đẹp phải không ạ? Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là sẽ sớm một ngày Thủy Tiên sẽ gọi điện thoại cho Leo hoặc là sẽ cùng thông báo với mọi người rằng là chúng ta sẽ có một niềm vui mới, đó chính là Thủy Tiên sẽ thật là mãn nguyện với tình yêu hiện tại của mình. Có lẽ sau bức nhảy hoàng vũ thì cái nhìn của khán giả về Thủy Tiên hình như là dễ chịu hơn rất là nhiều so với trước đây. Hình như trước đây ngay từ việc là ăn mặc nè, rồi chuyện tình cảm nè, rồi MV nè, lúc nào em cũng bị soi rất là kỹ. Và lúc đó em có nghĩ là không biết là tại sao mình bị soi như vậy, em có tìm ra nguyên do không? Em thì thỉnh thoảng thôi, đôi khi em nghĩ có thể là do cái mặt mình thấy ghét quá cho nên là... Điều đó là không đúng rồi đó, các bạn khán giả có thấy mặt của Thủy Tiên thấy ghét không ạ? Không hề, rất là dễ thương, chắc chắn nó phải là một điều gì khác. Em nghĩ là có thể là khán giả họ quan tâm đến mình nhiều và họ cũng muốn xây dựng góp ý với mình thôi. Và tất cả những cái lời khen hay là những cái lời chỉ trích thì em đều tôn trọng và mình xem đó như là một cái kinh nghiệm để mà mình học hỏi nhiều hơn nữa, để hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn nữa. Tại vì trong cuộc sống thì không ai hoàn hảo cả, và bản thân em cũng không phải là người hoàn hảo. Và trên con đường em đi thì em sẽ cố gắng như thế nào đó để hoàn thiện con người mình hơn. Có thể nói ngày hôm nay thì vào giai đoạn này,
À, anh cảm thấy gương mặt em rất là rạng rỡ là bởi vì anh nghĩ là em đã có một cái sự nghiệp tương đối là theo ý mình, đúng theo ý mình đúng không? Tất cả những cái kế hoạch nó luôn luôn đạt được những điều thành công. Ví dụ như MV ra là MV trở thành hit, rồi khán giả rất là yêu quý, rồi chuyện tình cảm cũng như ý nữa. Anh nghĩ rằng là vào giai đoạn này của cuộc sống chắc sẽ là một trong những giai đoạn mà em cười tươi nhất. Và nếu như mà có sáng tác thì sáng tác của Thủy Tiên cũng sẽ rất là tươi như vậy. Chính vì vậy mà có lẽ những người yêu quý Thủy Tiên từ trước tới bây giờ nhìn theo em vào đoạn này trên truyền hình sẽ nở một nụ cười, vì cho rằng cô ấy hạnh phúc thì chúng ta những người yêu quý cô ấy cũng sẽ hạnh phúc theo, phải không ạ? Quý vị thân mến, chúng tôi cũng không quên là vào cuối chương trình vẫn dành cho quý vị một câu hỏi để quý vị có thể nhận được quà của chương trình. Và câu hỏi của chương trình lần này như sau: MV nào của Thủy Tiên đạt được thứ hạng cao nhất trong chương trình Zan Vpop 20? Đáp án A, Em Đã Quên. Đáp án B, Hát Vang Rằng Em Yêu Anh. Đáp án C, Muộn Màng. Và đáp án D, Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Xin mời các bạn gửi về địa chỉ email quen thuộc, đó chính là leo@n.u@zantv.vn. Câu trả lời sớm nhất và đúng nhất vẫn sẽ nhận được món quà của chương trình. Và vào đoạn cuối của chương trình thì Leo xin được phép khép lại bằng một suy nghĩ của Leo dành cho Thủy Tiên ngay từ khi chấp bút viết kịch bản này. Đó chính là Leo muốn mời một người bạn đến đây để chia sẻ với quý vị về cảm xúc. Leo rất trân trọng những người nghệ sĩ có nhiều cảm xúc. Có thể những người sống nhiều cảm xúc sẽ khổ hơn những người khác vì trái tim của họ đập mạnh hơn, họ có nhiều cảm xúc cho nên là họ có thể buồn nhiều hơn, vui nhiều hơn và nhiều cảm xúc khác thường khác. Tuy nhiên chính vì cảm xúc tràn đầy cho nên là họ đã dành tặng cho cuộc sống rất nhiều điều tươi đẹp, ví dụ như những tác phẩm. Và ngày hôm nay chúng ta có một cô bé như thế, một nghệ sĩ giàu cảm xúc, và hy vọng rằng nữ ca sĩ, nữ nhạc sĩ này của chúng ta sẽ còn thành công nhiều hơn trong tương lai, phải không ạ? Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng một lần nữa tôn vinh Thủy Tiên. Và bây giờ thì anh xin được phép tặng cho em món quà của chương trình để em ghi nhớ ngày hôm nay cùng gặp gỡ các fan hâm mộ của mình nhé. Món quà đến từ nhà tài trợ của Mac Fresh dành tặng cho Thủy Tiên. Và sau đó chính là kỷ niệm chương của chương trình. Và lúc này thì anh hy vọng là em cũng sẽ dành cho chương trình một điều gì đó, đúng không? Cũng rất là cảm ơn chương trình bởi vì cho Tiên một cái khoảng thời gian rất là vui vẻ và thú vị, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, có nghĩa là được gói bánh tét trên sân khấu của Leo. Và một món quà cũng rất là dễ thương từ hai bạn fan đã gửi tặng cho Tiên. Cảm ơn chương trình và tất cả các bạn đã đến đây để cùng chia sẻ với Tiên. Cảm ơn rất nhiều. Quý vị khán giả thân mến, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đó chính là điều mà Leo cùng với ekip thực hiện chương trình này mong muốn mang đến cho khách mời cũng như cho quý vị. Những cảm xúc tươi đẹp đó chính là món quà mà Zan TV Leo and You mang đến cho quý vị khán giả, những người yêu quý chương trình của chúng tôi. Xin cảm ơn con gắt Mac Fresh đã mang đến chương trình này. Còn bây giờ thì Thủy Tiên cùng với Thanh Tùng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Những tiết mục đặc sắc, những giây phút vui nhộn và những phần quà bí ẩn đang chờ các bạn tại phim trường của Leo and You. Chúng ta hãy cùng đến đó nhé. Xem tuần sau, Hiếu Hiền, thứ ba, ngày 16 tháng 8 trên Zan TV.